Trung Quốc, đại suy thoái tứ bề. Kính thưa quý vị, có một thực tế đang xảy ra với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Đó là sự suy thoái đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, khiến cho người người phải hạn chế chi tiêu. Một chuyên gia ở Thượng Hải viết, cuộc đại suy thoái đang đến, thời khắc lịch sử, Thượng Hải hóa. Năm nay, con số doanh nghiệp ngừng hoạt động, số cửa hàng đóng cửa được ví là bùng nổ. Vâng thưa quý vị, bùng nổ suy thoái chứ không phải là bùng nổ tăng trưởng. Vấn đề ông chủ bỏ chạy gần như đã trở thành chuyện bình thường. Dòng tiền tháo chạy, dòng người giàu có, tỷ phú rút chạy khỏi Trung Quốc. Bên cạnh đó là sự vây khốn về thiên tai, nơi thì hạn hán, nơi lại lũ lụt. Đúng là như chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng khủng hoảng tứ bề. Và ngày hôm nay, Khỏe Tự Nhiên kính mời quý vị cùng đến với đại suy thoái Trung Quốc bùng nổ. Vâng, quý vị thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, không ít trung tâm mua sắm tại Trung Quốc trở nên vắng vẻ. Trang The Epoch Times cho hay, mới đây, tại một trung tâm mua sắm ở Quảng Tây, cảnh một nữ nhân viên bức xúc lớn tiếng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Thưa sếp, không phải chúng tôi không nỗ lực làm việc. Nhìn xem, ngoài cửa hàng của chúng ta không có ai cả. Bên trong cửa hàng, tất cả đều là người của chúng ta. Nhiều người cho rằng đó là thực trạng của nhiều trung tâm mua sắm và các cửa hàng khắp Trung Quốc. Đoạn video này được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ rộng khắp. Một số người than thở rằng lời bức xúc của nữ nhân viên trong video đã lột tả tình hình của nhiều chủ cửa hàng. Một số người cho rằng ngày nay rất đông các bạn trẻ không tìm được việc làm, do đó chuyện ăn uống hàng ngày còn khó khăn, chứ nói gì đến việc mua sắm. Vào ngày 24 tháng 6, người tự truyền thông có nickname như trên màn hình mà quý vị đang xem, đến từ Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông cho biết, trung tâm mua sắm đó là ở Đông Dinh được anh ghi hình là trung tâm mua sắm vắng vẻ nhất ở khu vực này. Cảnh trong video cho thấy, trung tâm mua sắm khổng lồ hoàn toàn không có người, một số cửa hàng đã đóng cửa, trong khi một số cửa hàng đã khóa hẳn. Tương tự, một cư dân mạng ở Thanh Đảo là Su Juan mới đây đã đăng một đoạn video cho hay, Carnival Hysan Plaza ở Thanh Đảo, trung tâm mua sắm này quá tội nghiệp khi nhân viên nhiều hơn người đi mua hàng. Su Juan cho biết, nơi này được mệnh danh là một trong những trung tâm mua sắm đẹp nhất ở Thanh Đảo vì nằm cạnh biển. Diện tích xây dựng của trung tâm mua sắm lên tới hơn 140.000 m². Vị trí của nó rất tốt và là một trong những trung tâm mua sắm cao cấp nhất ở Thanh Đảo. Tỷ lệ thương hiệu quốc tế trong trung tâm thương mại này chiếm hơn 80%. Tầng 1 là bán quần áo và trang sức, nhưng lưu lượng hành khách lại hạn chế. Su Juan cũng nói thêm, kể từ khi bước vào trung tâm thương mại, tôi chưa hề nhìn thấy một khách hàng nào. Những người tôi nhìn thấy xung quanh đều là nhân viên cửa hàng và nhân viên bán hàng. Môi trường của trung tâm thương mại này rất tốt, tôi đi thang máy lên tầng 2 và đi vòng quanh, nhưng tôi không thấy khách hàng nào cả. Thực ra, tình trạng này cũng thấy ở nhiều trung tâm thương mại trên khắp Trung Quốc, tôi vào cửa hàng chỉ để hưởng điều hòa, chứ không mua gì cả. Thị trường chứng khoán lao dốc tiếp, vốn rời khỏi đại lục. Thưa quý vị, liên tiếp đón nhận tin tức xấu từ kinh tế vĩ mô, niềm tin kinh doanh và đầu tư ở Trung Quốc ngày một tệ hơn. Thị trường chứng khoán lao dốc mạnh nhất trong 4 tháng qua, vốn đầu tư trực tiếp suy giảm gần 30% trong suốt 5 tháng đầu năm nay. Vào ngày 24 tháng 6, Reuters đăng một bài viết với tiêu đề Tiền lại rời bỏ Trung Quốc, tăng áp lực mất giá lên đồng nhân dân tệ. Theo Reuters cho rằng, sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư ở Trung Quốc đã cạn kiệt sau nhiều tháng chờ đợi chính quyền Trung Quốc có thêm các gói kích thích kinh tế. Các gói này trước đó không hiệu quả, suy thoái trên thị trường địa ốc dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Kể từ giữa tháng 5 năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán dòng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lên tới 4,54 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn nước ngoài đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã quay trở lại vào tháng 2 đến tháng 5 năm 2024 sau khi rời bỏ vào năm 2023. Tuy nhiên, sự nhẫn nại của các nhà đầu tư dường như đã tới giới hạn. Khối ngoại bán dòng trên thị trường chứng khoán Thượng Hải trong một tháng trở lại đây. Theo Trading Economist, chỉ số giá trên thị trường chứng khoán Thượng Hải đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua, vốn rời khỏi thị trường sau những số liệu vĩ mô thất vọng. Dòng vốn ngoại rời khỏi Trung Quốc thông qua cơ chế kết nối chứng khoán với Hồng Kông. Cũng theo Trading Economist, bên cạnh dòng vốn trên thị trường chứng khoán rời khỏi Trung Quốc, vốn đầu tư trực tiếp FDI cũng giảm tới 28,2% trong 5 tháng đầu năm nay, tương đương với mức giảm 412,5 tỷ nhân dân tệ.
Nhưng theo phân tích của Reuters, điều tệ nhất của Bắc Kinh không chỉ nằm ở sự suy giảm FII và FDI, mà cả các nhà đầu tư trong nước cũng đang tìm cách đổ tiền ra nước ngoài từ cửa ngõ Hồng Kông. Hồng Kông từng là cửa ngõ hút vốn, công nghệ, nhân sự cấp cao phục vụ cho sự tăng trưởng của đại lục trong nhiều thập niên. Theo Reuters, tiền gửi bằng nhân dân tệ của Hồng Kông đã tăng mạnh do các nhà đầu tư trong nước sử dụng kênh đầu tư nước ngoài hạn chế của họ qua cửa ngõ Hồng Kông để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Vậy thế còn thị trường địa ốc thì sao? Trên số liệu công bố vào ngày 17 tháng 6 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS, thị trường nhà đất của nước này đã tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm trong tháng 5. Các chuyên gia cho rằng các biện pháp mới của Bắc Kinh không mang lại hiệu quả trong việc thúc đẩy lĩnh vực địa ốc đang gặp khó khăn. Dữ liệu cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, doanh số bán nhà đã giảm 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, đầu tư của các nhà phát triển cũng đã giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do chính quyền Trung Quốc có lịch sử báo cáo hạ thấp số liệu và che đậy thông tin nên rất khó để có thể đánh giá tính xác thực của dữ liệu nhà ở hiện nay của Bắc Kinh. Theo dữ liệu của NBS, giá nhà đất đã tiếp tục giảm trong tháng 5 với tốc độ giảm tăng nhẹ so với năm trước. Khủng hoảng địa ốc rất khó giải quyết. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch, nhà kinh tế Đài Loan Ngô Gia Long nhận xét, vấn đề địa ốc của Trung Quốc là hết sức khó giải quyết, nếu không muốn nói là không thể giải quyết. Chính quyền chỉ có thể vờ như họ giải quyết được. Dữ liệu cho thấy có quá nhiều nhà ở đã được xây dựng. Ông Ngô nhận xét và đồng thời bày tỏ nghi ngờ về tác dụng của những chiến lược đổi mới đô thị của chính quyền Trung Quốc. Ông tự hỏi, giờ đây họ cần làm gì trước thì mới tốt? Phá bỏ các dự án còn dang dở trước, phá bỏ những căn nhà bỏ hoang trước hay là thuyết phục người dân mua những căn nhà đã xây xong trước? Trước đó, vào ngày 17 tháng 5, Bắc Kinh đã công bố một loạt các biện pháp mới để thúc đẩy thị trường địa ốc, chẳng hạn như khuyến khích chính quyền địa phương mua lại những căn nhà chưa bán được và chuyển thành nhà ở giá rẻ, cũng như giảm lãi suất vay mua nhà và giảm số tiền trả trước. Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu cho thấy các biện pháp này có tác động hạn chế đối với thị trường. Nói chuyện với The Book Time, nhà kinh tế số tại Hoa Kỳ Hoàng Đại Vệ cho rằng, cần có những cải tổ căn bản hơn là chỉ áp dụng các biện pháp khắc phục tạm thời. Lĩnh vực địa ốc đóng góp đáng kể vào GDP Trung Quốc. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, lĩnh vực địa ốc chiếm khoảng 30% GDP của nước này. Chuyên gia Ngô cho hay, với tác động đáng kể như vậy, sự sụp đổ của lĩnh vực địa ốc có thể gây ra một vòng luẩn quẩn suy thoái kinh tế. Suy thoái kéo dài có thể khiến những căng thẳng tồn tại trong xã hội trở nên nghiêm trọng. Thiên tai bủa vây, nơi lũ lụt, nơi hạn hán. Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 6, lũ lụt và lở đất do mưa lớn đã khiến cho ít nhất là 60 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hơn 35.000 mẫu đất nông nghiệp ở Trung Quốc. Những trận mưa như chút nước này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến ít nhất là cuối tháng 6. Các nhà chức trách cảnh báo mưa lớn có thể dẫn đến lở đất và lũ lụt, gây ra mối đe dọa đáng kể cho 6 tỉnh, đặc biệt là Giang Tây và Hồ Nam, những khu vực quan trọng cho việc trồng lúa sớm ở Trung Quốc. Tính đến ngày 24 tháng 6, các trận lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hàng triệu người dân địa phương. Hàng chục ngàn người đã phải sơ tán do mưa lớn và xả hồ chứa lũ liên tục ở những nơi như là Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, dẫn đến thiệt hại kinh tế nặng nề. Tại Quảng Đông, lũ quét và lở đất nghiêm trọng xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau, với các báo cáo cho biết 47 người đã tử vong, 23 người mất tích và 13 người bị mắc kẹt. Vào ngày 17 tháng 6, một người dân ở Mai Châu nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng một số thị trấn vùng trũng xung quanh đã bị nhấn chìm hoàn toàn, nước lũ dâng lên đến tầng 2. Quế Lâm chịu ảnh hưởng nặng nề, mức lũ lụt lớn nhất trong 30 năm qua. Các ga tàu địa phương, bệnh viện và những nơi khác cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khu vực gặp mưa và lũ từ thượng nguồn xả ra khiến cho mực nước dâng cao đột ngột, ảnh hưởng tới hơn 180.000 người. Mực nước tại trạm Thủy Văn thành phố Quế Lâm từng có thời điểm lên tới gần 149m, nước sông dâng cao và tràn vào khu vực đô thị. Phúc Kiến, hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng. Báo chí địa phương đưa tin, nhiều vụ lở đất do mưa lớn trên núi Thanh Viễn ở huyện Thượng Hàng, thành phố Long Nham đã ảnh hưởng đến 523.700 người ở Phúc Kiến, khiến cho 6 người thiệt mạng và 32.400 ha đất nông nghiệp bị hư hại tính đến ngày 17 tháng 6. Hồ Nam, 70 huyện bị ảnh hưởng.
Tại Hồ Nam thì ít nhất là 70 huyện đã chứng kiến mưa lớn, trong đó có 27 huyện có mưa xối xả. 28.140 người thuộc 15 thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và nhiều trường hợp lở đất do lũ trên núi gây ra. Tính đến ngày 25 tháng 6, 5 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét do lở đất. Hạn hán ở miền Bắc. Vâng, tại một khu vực khác thì lại là khô hạn thưa quý vị. Những đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tàn phá nền nông nghiệp ở miền Bắc. Vào ngày 12 tháng 6, Bộ Tài nguyên Trung Quốc đã ban hành một ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với tình trạng hạn hán kéo dài ở 8 tỉnh phía Bắc. Nông dân các tỉnh ven biển Đông Bắc thì cho biết mùa xuân năm nay ít thấy mưa. Ông Trần đến từ Lâm Nghi, Sơn Đông nói rằng nông dân địa phương đã phải dùng đến cách đào giếng và lấy nước từ sông, nhưng điều này chẳng có ích gì trong khi thời tiết khô hạn một cách khác thường. Năng suất lúa mì chưa đến một nửa vì quá khô hạn. Các loại cây trồng khác, chẳng hạn như bắp, đào, đậu phộng, khoai lang đều bị ảnh hưởng, còn thuốc lá bị hạn hán làm hư hại hoàn toàn. Trung Quốc vốn là quốc gia sản xuất gạo hàng đầu thế giới và nhiều nơi ở vùng Đông Bắc là nơi sản xuất ngũ cốc quan trọng của nước này. Nhưng giờ đây, Trung Quốc đang phải đối diện với nguy cơ khủng hoảng lương thực trên diện rộng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đưa tin rằng các nhà khoa học Trung Quốc thường xuyên phát triển công nghệ thay đổi khí hậu để tạo mưa nhân tạo. Chính quyền tin là có thể chế ngự được thiên nhiên, làm ra mưa hoặc là ngăn chặn mưa. Tuy nhiên, Trung Quốc tiếp tục chứng kiến hạn hán nghiêm trọng ở miền Bắc và lũ lụt thảm khốc ở miền Nam. Ông Vương Duy Lạc, một kỹ sư và là nhà địa lý từng giảng dạy tại Đại học Nam Kinh và Đại học Công nghệ Dortmund đặt ra câu hỏi là con người có thực sự sở hữu những năng lực như vậy hay không? Cựu lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông nổi tiếng với câu nói đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận và đấu với người là niềm vui vô tận. Vậy thì liệu con người có thể chế ngự được thiên nhiên hay có thể điều khiển theo ý mình hay không? Quý vị nghĩ gì về điều này? Hãy để lại bình luận để Khỏe Tự Nhiên có được những gợi ý cho các chủ đề phân tích tiếp theo quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký ủng hộ kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!